Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm chia sẻ thông tin về tình hình thị trường nước ngoài, xu hướng và cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu, các vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi xuất khẩu sang một số thị trường nước ngoài. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi thông tin về thực trạng, nhu cầu, điều kiện và kết nối vào kênh phân phối, trưng bày hàng hóa và kết nối cung cầu giữa các đơn vị sản phẩm, dịch vụ và tổ chức, đơn vị về logistics, các nhà phân phối trong nước và quốc tế. Qua đó giúp các doanh nghiệp, đơn vị nắm được các chính sách mua hàng, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, kinh nghiệm để đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối của các đơn vị phân phối trong nước và nước ngoài, những khó khăn và đề xuất để phát triển sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trong thời gian đến. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, sự phối hợp của Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ Thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, sự hỗ trợ tích cực của các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan xúc tiến thương mại sẽ là kênh hỗ trợ hiệu quả để các doanh nghiệp kết nối thành công với các đối tác trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.